Tại dự thảo mới nhất của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. Việc này để phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông. Nếu ý kiến thảo luận về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, đây là đề xuất mới tại dự thảo. Ông Tùng nêu, nếu bổ sung như vậy, chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động, làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước như thế nào, tính phù hợp với pháp luật có liên quan như thế nào. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, vấn đề xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, luật quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước ông tùng nêu rõ việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết nhưng đầu tư theo cách chúng ta trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực xây dựng này hay là ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung ông cho rằng cần làm rất rõ rất rành mạch và phải đảm bảo sự thống nhất nếu quy định như dự thảo là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính Mặt khác, chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, tại sao mỗi lĩnh vực này quy định trích phần trăm còn các lĩnh vực khác thì không, trong khi cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng. Ông Tùng nói thêm, chúng tôi đề nghị nên thiết kế nguyên tắc chung về chính sách như dự thảo luật mà chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Ông Tùng chỉ rõ, việc trích 30% còn tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật cũng là quy định mới so với dự thảo chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, mới so với nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công. Luật quản lý sử dụng tài sản công quy định toàn bộ số tiền xử lý tài sản công với biển số xe là tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước. Sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Ông Tùng cho hay, bản thân điều 37 của dự luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về đấu giá biển số xe cũng quy định khác. Cụ thể, quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ông Tùng nói thêm, nếu đưa chính sách trích lại 30% vào cũng không thống nhất trong nội dung tại dự thảo, không thống nhất với chính sách chung và các luật có liên quan, đề nghị giải trình làm rõ thêm, theo tinh thần nên giữ như dự thảo đã trình tại kỳ họp thứ 6. Trước đó trong báo cáo tiếp thu giải trình, Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ hơn đối với đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 7% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật để phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.